Xin chào mọi người, đến với video hôm nay mình xin trình bày và hướng dẫn mọi người một cách làm phần thân cây theo kiểu mới, đó là phần thân mịn. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ mình để mình có thêm nhiều động lực làm video hay hơn. Để làm phần thân này, trước tiên ta phải có đó là dây nhôm, hai là dây thun, loại dây co giãn. Bạn có dây ruột thì tốt. Hiện tại mình đã hết dây rút nên mình dùng tạm dây buộc bình thường. Trước tiên thì mình phải chia ra đó là phần rễ và phần thân. Chúng ta tách biệt phần rễ ra khỏi phần thân khoảng 10 đến 15 phân. Với đây mình chỉ làm cái nhỏ. Sau đó dùng dây thun buộc chặt phần gốc lại. Trong quá trình làm thì các bạn cố gắng trước khi làm thì mình duỗi thẳng dây nhôm ra càng thẳng thì càng tốt, bởi vì như vậy dây nhôm sẽ không bị chồng chéo lên nhau làm cây không được đẹp. Làm phần thân này thì không phải bằng dây nhôm. Đây là mình chỉ cố gắng để làm một điểm nhấn ở phần gốc nên có vàng chéo để hồi để khi chúng ta tháo ra thì có thêm một số điểm khác biệt. Còn phần thân mịn này thì đặc biệt là đó là chúng ta phải để dây nhôm thẳng, cuộn dây nhôm thẳng ra, không bao giờ mình vặn lại. Bây giờ hãy dùng dây thun buộc đeo từ dưới lên trên. Chúng ta buộc được một đoạn thì bắt đầu mình uống theo suy nghĩ của mình. Buộc dây như thế này thì nó sẽ bỏ sát các sợi dây nhôm lại với nhau, đi theo một lộ trình mà mình đã kế hoạch sẵn. Các bạn mình nhớ là không được văng dây nhôm, mình chỉ uốn theo những cái đường cong mà mình muốn làm. Nó cũng rất là đơn giản, chỉ cần biết mèo một xíu thì mình sẽ làm rất là thành công. Cứ như vậy thì chúng ta cũng làm tới đâu thì buộc dây tới đó, nhớ là buộc chặt lại để các cái nhôm bỏ nhôm bám sát nhau. Mình sẽ cố gắng làm video ngắn gọn để mọi người tiện theo dõi. Nếu không có dây thun này thì mọi người có thể dùng dây rút để rút các bọn nhôm lại với nhau. Nếu những đoạn cua nếu có vàng thì mình vàng một xíu thôi, không nên vàng nhiều.
Sắp tới đây mình sẽ làm một số cây cây lớn, và mình sẽ cũng làm video hướng dẫn mọi người làm những cây lớn. Vậy có gì mọi người ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm những video hay hơn. Đây chỉ là hướng dẫn cơ bản để làm phần thân mịn cho cây bonsai. Vì phần thân mịn này thì khi làm cây sẽ nhìn rất là đẹp, có thể thuyết phục mọi người mua hàng của mình. Vậy là phần thân coi như là gần xong rồi. Bây giờ mình chuyển qua phần nhánh. Đặc biệt ở phần nhánh này, phần nhánh của thân mịn này thì khi bạn chia nhánh ra thì cố gắng đừng để các sợi dây đang chéo lẫn nhau, phần bên nào là phần bên đó. Mình cố gắng tỉ mỉ một chút thì kết quả sẽ cho mình một cái cây đẹp hơn. Và các bạn có vàng một chiều từ theo một chiều nhất định ở phần gốc nhánh, vì như vậy thì khi thảo ra thì phần thân nó sẽ không bị rạ ra, nó sẽ ôm sát vào nhau. Ở đây phần này mình chỉ hướng dẫn làm phần thân mịn về những nét cơ bản. Nếu có dịp thì mình sẽ làm những video về làm một cây bonsai cỡ lớn thân mịn để mọi người tiện theo dõi và có thể tự làm theo ý mọi người. Và đây là kết quả như chúng ta bắt đầu thảo ra để coi phần thân sẽ như thế nào. Video của mình tới đây cũng coi như là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chúc mọi người thành công.